Đây, bây giờ tôi sẽ quay con đường để đi ra ngoài đường lớn. Đất thì nó hai mặt đường đấy anh chị ạ. Đây ạ, đối diện nó là khu phân nền nha anh chị. Đó, đây. Đây là chính xác là con đường. Trước người ta xây nhà Thái biệt thự. Phường Tân Xuân là một phường, một trong ba phường hiện nay là đạt chuẩn của thị xã Đồng Xoài nha anh chị. Phường Tân Xuân là về sau là phát triển mạnh về giáo dục, về dịch vụ. Từ cái đất đó mình lưu thông ra ngoài trường cấp 1, 2 rồi trường rồi đường Nguyễn Huệ, trạm y tế, ủy ban khoảng cho là 700m đi. Đây, anh chị biết không? Đây là cái nhà này nha, nhà này là nằm trên đường 32m này. Đó là đi hết cái nhà đó nha anh chị. Đó. Cái này không anh? Đúng rồi. Đường 32 con mét của mình rất là rộng, rộng từ dưới đó lên trên này luôn. Đó. Đường đó người ta gọi là đường tránh thị xã. Và đây anh chị nhìn thấy công trình của trường học người ta đang xây đây. Đó. Trường học. Đây chính xác là cổng sau của trường học Tân Xuân. Trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 Tân Xuân nó nằm ở đây. Và chúng ta lưu ý là trước mặt là đường Nguyễn Huệ. Đường Nguyễn Huệ anh chị nhé. Đường Nguyễn Huệ hôm nay người ta đang khởi công này. Đường Nguyễn Huệ nó rộng 32m. Đây là trạm y tế nhá. Đó, anh chị nhìn thấy không ạ? Người ta đổ đất này. Đổ đất để người ta khởi công đây. Hôm nay người ta khởi công đường Nguyễn Huệ này anh chị nhé. Đang khởi công đường Nguyễn Huệ. Đó. 32m có vỉa hè đầy đủ đàng hoàng. Đường Nguyễn Huệ là một con đường rất là hot của thị xã mình bây giờ nhé. Song song đó là nó có đường 32m vừa tôi nói đó. Và trước mặt chúng ta là phường, ủy ban phường của Tân Xuân. Phường Tân Xuân. Đây, đường này đường Võ Thị Sáu nha anh chị, liên thông của phường thôi. Đây là chính xác là phường Tân Xuân. Phường Tân Xuân, ủy ban phường. Ngã tư Song Nguyên trước mặt chúng ta. Vâng, hôm nay tôi giới thiệu anh chị là cái đường từ đất ra đến đây là nó sai không thôi. Cảm ơn anh chị xem video.